Xin chào anh em ha, mình là Hữu, hiện tại mình là designer và trong mùa dịch này thì ở nhà nhưng không biết làm gì. Bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm trình chiếu nhạc thờ phượng cho các hội thánh. Và phần mềm này, tại sao Hữu lại giới thiệu phần mềm này, thì nó khác với phần mềm khác như thế nào, thì chúng ta sẽ bước vào xem nhé. Hữu giới thiệu các bạn đó chính là phần mềm Free Worship ha. Ok, xem coi Free Worship này nó có trên trang mạng của nó luôn, của UK anh. Các bạn có thể tìm tải về cái phần mềm này, nó hiện tại là tổng tiếng Anh thôi, tất nhiên nó chỉ hỗ trợ cho Windows. Tại sao Hữu lại giới thiệu phần mềm này không phải phần mềm khác, điểm mạnh của nó như thế nào? Thật ra thì phần mềm này điểm mạnh của nó chủ yếu là chỉ để trình chiếu bài hát thôi. Nó không mạnh giống như PowerPoint hay những các phần mềm khác, hay như ProPresenter. PowerPoint thì nếu ai đỉnh bên đó thì quá ngon rồi. Mình giới thiệu cái phần mềm tại vì phần mềm này quá, nó nhỏ gọn, nó tiện lợi và nó rất dễ thao tác, nên thành ra là Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần mềm này. Nó có hai phiên bản, thứ nhất là các bạn có thể dùng phiên bản Pro. Phiên bản Pro thì mua bao nhiêu đó, hoặc là phiên bản miễn phí cho cái hai cái phiên bản cho mình. Phiên bản Pro thì nó có Google Slide hay là bất cứ cái gì đó sẽ rất là nhanh chóng làm việc, tiện hơn. Còn cái phiên bản mà miễn phí thì đó, ở đây và có thể tìm tải đối với những các Windows 10, Windows 8, Windows 7 hay Windows Vista ha, thì ít các bạn. Giờ mình sẽ để link tải trang web ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào link đó ha. Ok, giờ chúng ta bắt đầu bước vào phần mềm này nhé. Hữu sẽ thử tải, hữu đang sử dụng Windows 10 và hữu sẽ xem coi tải lên được không. À rồi, ok, được rồi. 180 thôi. Thì hữu đã cài sẵn rồi. Đây phần mềm của mình, Free Worship 3. Mình sử dụng cái Free Worship này cũng lâu rồi, chắc cũng tầm đâu đó cũng 2-3 năm mà mình sử dụng trên cách trình chiếu của hội thánh. Mình thấy cũng nhẹ, nó cũng dễ thao tác, nên thành ra các bạn có thể dễ dàng, đôi khi mình chỉ các bạn thanh thiếu niên mới đó, các bạn cảm thấy thoải mái và dễ dàng. Đây là giao diện của nó. Thì về bố cục thì các bạn cũng thấy đây là phần review, tức là sẽ xem trước và cái này sẽ like, là sẽ trình chiếu trên màn hình. Các bạn có thể thay đổi ở đây đó, khi chúng ta cắm cái HDMI nó sẽ hiển thị ở đây cái màn hình cho các bạn. Rồi mình sẽ thêm bài hát, ví dụ trường hợp là bài hát gì đó trong cha hả, Jesus, mà hình như là không, chưa có bài hát, nên là bây giờ mình sẽ thêm bài hát. Các bạn có thể biết viết bài hát mới, các bạn có thể vào tune quiz song ha, có thể đây là tên bài hát, ví dụ như là Jesus vua mọi vua chẳng hạn, vua mọi vua. Vâng, hoặc là bài nào đó các bạn muốn có gì từ bài hát mới mà các bạn chưa có trên cái này thì các bạn có thể viết vô. Và cái điều dễ thao tác ở đây là như thế nào, mình sẽ chỉ các bạn. Ví dụ trường hợp mình sẽ mở một bài mới ha. Đây, bây giờ mình sẽ có bài Nhà Jesus Muôn Đời đi. Rồi, Jesus Muôn Đời đây. Mình sẽ tìm lời bài hát của nó cũng như tác giả hay là gì đó, vân vân các thứ, để mà áp vô cái new song của mình. Rồi chờ trang web chạy ha. Khá lâu nhỉ. Mình viết trước đây luôn, cái Jesus Muôn Đời. Cái author này là tác giả ha, những người viết là ai, có thể là nè, các bạn có thể viết đây, có try cái tempo hay thêm hay song khúc vân vân các thứ, nhưng mà mình nghĩ là basic là đủ rồi, tại vì không cần thiết phải nhiều như vậy đâu. Ok, xem lại. Oh, đúng rồi, chưa xong. Đây. Cái đăng web này nhanh hơn nhỉ. Rồi khắp đất trời hòa nhạc tiếng ca, mình sẽ copy cái đoạn này, sao chép nó rồi để trong này.
Ok, đây là lời bài hát. Thì lúc này vẫn chưa xong, chúng ta cần phải tinh chỉnh lại nữa. Đó. Các bạn có thể xuống dòng khi chúng ta muốn cái câu thứ hai. Ok ha. Khắp đất trời hoàng dân tiên ca, chúc tôi ngày vua hiến vinh, làm một câu. Mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài, mọi mới tôn quý nè. Câu nữa. Ok, tí nữa chúng ta sẽ chỉnh sửa tiếp, khẩu sẽ làm rất chi tiết cho các bạn. Cái phần mềm này mình sẽ giới thiệu luôn về các, ví dụ trường hợp mình đã có title rồi, tức là có lời của nó, lyrics nó hết rồi, và chúng ta muốn add vô thêm vô cái phần mềm này như thế nào thì mình sẽ chỉ luôn, và kể cả add vô kinh thánh tiếng Việt luôn. Mình sẽ để link tải phần mềm là bài hát nè, rồi tải cái kinh thánh từ tiếng Việt luôn, để ở dưới phần mô tả luôn, các bạn có thể theo dõi và rồi tải nó về nhé. Ok, chúng ta bắt đầu tiếp tục chỉnh sửa tiếp. Là Chúa Tất Chúa này, là vua muôn vua. Thì các bạn nên sửa lại, tại vì đôi khi lời trên trang web nó vẫn chưa có viết tiếng Việt mà vẫn chưa có đúng á. Thì ví dụ danh từ Giê-xu viết thường vậy là không được rồi. Con Giêsu, Cha ơi vĩ đại thay, Cất Chúa là vua muôn vua, Giêsu vinh hiển thay ngài. Đây của nó sẽ là một câu này. Là Chúa khanh chịu thay cho con, Giêsu ơi Cha vĩ đại thay, làm con thay an, Chúa nhân từ hàng xa xa con. Mãi chẳng phải tàn đạo câu vứt hoa. Con hát lời là Chúa Tất Chúa là con vua, Giê-xu vinh hiển thay ngài. Chúa khi chịu thay cho con, ok, đó là những cái bài hát mình sẽ lưu lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ thấy bài hát nằm ở đây. Yeah, đó. Cái phần slide này thì mình đã có sẵn rồi, bạn có thể thay đổi slide này ha. Khắp đất trời hòa dân tiếng ca. Trong này chúng có thể chỉnh sửa nữa, ví dụ trường hợp mình chọn bài hát đây. Chọn ở đây, mình chỉ cần bấm phím Enter, nó tự động xuống dưới ha. Đây là cái bên này là preview, là sẽ mình sẽ nhìn trước là nó sẽ có câu hai là gì. Đó, đây là phần live, là màn hình sẽ chiếu, thì các bạn từ từ các bạn sẽ thấy dễ thôi. Nó tất nhiên PowerPoint nó cũng có cái dòng layout giải ra dưới đây, nhưng mà rất khó kiểm soát. Cái điều dễ ở đây là gì? Trường hợp của chúng ta đã có số 1, số 2 và chúng ta muốn số 9 thì bấm số 9 và Enter thôi là xong, đúng không nào? Và nó thực sự rất là nhanh. Số 2 Enter thế là xong. Và nó cái màu giải màu vàng này là cái mà nó đang gọi là gì? Đang gọi là ở chỗ hiển thị luôn này, màu vàng. Còn cái màu xanh là sẽ hiển thị tiếp theo, hoặc là màu xanh là ở dạng preview, tức là xem trước, rồi like là sẽ dạng ở trên màn hình. Ví dụ trường hợp bạn muốn màu xanh ở đây thì nhấp vô đây số 6 luôn, mà bấm Enter là nó sẽ nhảy xuống số 6. Ok, nó rất đơn giản thôi các bạn. Và bấm Enter nó xuống ngoài như vậy luôn. Và các bạn đôi khi đợi một số 5, số 4. Và trên PowerPoint nó bấm số được, mà ví dụ trường hợp nhiều bài thì như thế nào, đúng không? Thao tác rất là chậm. Và đó lý do tại sao mình chọn khi ship để làm trình chiếu, nó sẽ nhanh cực kỳ cho các bạn. Đôi khi những cái chỗ này nó thập tự giá chú gánh này, chịu thay cho con nó bị thế này. Đó là chú gánh này phải xuống dòng, đúng không? Các bạn có thể bấm chuột phải để edit nó rất nhanh, đúng không? Và nó chuột phải rồi, ví dụ bạn chọn vô cái chỗ này, bạn bấm chuột phải rồi bấm Enter xuống này để cho nó sao, nó xuống dòng đúng thôi. Thập tự giá Chúa khanh chịu thay cho con, Giêsu. Đấy, nhìn nó đẹp hơn đúng không? Thay vì hồi nãy là thập tự giá Chúa gánh chịu thay số trừ cho con ở dưới. Nên là các bạn cũng sẽ sửa lại một chút. Bởi vì cứ từng bài một, mỗi ngày chủ nhật thì có những cái bài mới các bạn cứ thêm vào từ từ cho xem nhiều. Thậm chí bây giờ nó lên, mình bây giờ lên tới mấy trăm bài rồi, rất là nhiều.
ok ha, đó là cơ bản là chúng ta sẽ nhìn như vậy đó. Giờ thì ngoài như vậy xong thì chúng ta sẽ có gì thêm nữa để chúng ta vận bắt có thể chỉnh được chữ edit này, chỉnh kiểu chữ, các bạn muốn kiểu chữ nào đó các bạn trong máy các bạn có ha. Thì ở đây mình dùng đang dùng chữ dạng Unicode của nhà ta lấy, các bạn có thể dùng Vini hay là gì đó, có thể máy các bạn chạy trên hệ đó nhưng mình không chạy trên Vini ha. Ok, thì các bạn có thể chọn các cái bất cứ font nào các bạn thấy hợp lý, và mình khuyên các bạn rằng nên font chữ to rõ, đừng quá màu mè hay là kiểu như thế này thì người ta sẽ không hát được, đúng không, nhìn rất là khó, chẳng hạn như thế này nó nhìn khó quá đúng không. Cho chúng ta tránh tình trạng những kiểu chữ như vậy, không nên có kiểu chữ như vậy hoặc kiểu chữ như vậy thì cũng khó là khó hát. Nên các bạn chữ làm sao để cho người ta từ xa ta coi vẫn thấy và dễ hát. Ok, và rồi mình sẽ giới thiệu một vài phông chữ mà mình cảm thấy rất là ok, ví dụ như là chữ này ha. Tại vì nhìn nó to rõ và có gọi là sans serif, chữ có chân á, nó nhìn rất là dễ ha. Chúng ta có thể apply to all và chọn hết, ok thấy chưa đó, mọi thứ đều có thể đó, thậm chí là chỉnh chọn b hay là bold á, tức là chữ to hay là nhỏ hay là dạng như là in nghiêng. Đây là cái sai chữ chọn đây. Mình nói thêm nữa là nếu trường hợp ví dụ như là chữ này màu trắng thì chúng ta không thể nào để cái phông mà nó dạng như là màu trắng bạc, nó nhìn vào nó sẽ bị bão, tức là không có người tương phản thì khi trình chiếu người ta sẽ khó mà hát, đúng không nào. Dù trường hợp này thì rất là khó mà hát được nên các bạn nên tránh ha. Hay là như vậy thì nó gọi là gì, cái background như vậy thì nó quá nhanh đi, bài hát thì chậm mà các bạn để background nhanh như vậy nó sẽ không hợp lý. Nên làm sao khi những thờ phượng chúng ta nên để những background chậm như vậy ha, hoặc là như vậy hay là như vậy. Ok, mình cái phần background này mình sẽ gửi link tải cho các bạn luôn để các bạn có thể tải về để sử dụng trên cái trình chiếu của mình. Và các bạn lưu ý một số chỗ, ví dụ như màu chữ, các bạn tránh tình trạng nó đồng ô chữ như vậy, nên chúng ta cần ví dụ trường hợp chúng ta đã chọn màu trắng làm phần nền, phần ở trên rồi thì phần nền ở dưới của nó, phần chữ đó thì chúng ta nên chọn màu đen ha. Đó, chọn kiểu như nào đó là theo ý các bạn muốn. Ok, đơn giản vậy thôi ha, chúng ta bấm số vô rất là nhanh, tôi muốn số nào bấm số đó, nên đó là cái mà Hữu thích ở phần mềm này. Rồi khi chúng ta đã có bài hát, giờ chúng ta xem nó đâu đây, chúng ta sẽ chọn vào tool manager data thì tool này là phần bài hát này, phần này là phần kinh thánh này, phần này là phần gì đó mình quên rồi. Ok, thì chúng ta chỉ có hai phần là quan trọng nhất thôi, thứ nhất là phần bài hát, thứ hai là kinh thánh. Về bài hát chúng ta sẽ cắt thêm thế nào đây? Thì chúng ta có thể thêm trực tiếp, chúng ta bằng cách viết từng bài một, hoặc ví dụ trường hợp chúng ta đã có sẵn bài hát rồi thì chúng ta muốn thêm đó thôi thì chúng ta phải làm sao đây trong này. Mình lưu trong ổ đĩa riêng của mình gọi là slide worship ha, trong này song bài hát V1 đó, thì trong này có bài hát này chính là khá là nhiều. Mình có để tải liên tải cho các bạn ha, đây thánh nè, rồi tôn vinh Chúa Hằng Hữu rồi kia các thứ, và mình sẽ để liên tải cho các bạn ở dưới đó để các bạn add thêm vào ha. Thì cái phần song này nó đại đa số nó dạng là dạng HTML, các bạn thấy không, XML đó. Mình sẽ xóa phần này đi. Ok, đây là tất cả những bài hát mà Hữu đã viết, thì các bạn có thể tải về rất là nhiều bài, cái cả bài tiếng Anh và bài tiếng Việt, các bạn có thể tải về và Hữu sẽ gửi link mô tả các bạn tải về ha. Nhưng mà chúng ta cắt thêm vào đó thì như thế nào đây? Rồi, ok, Hữu sẽ cắt thêm cho các bạn nha.
Rồi, đọc luôn. Bên trong vào song, mình chọn vị trí này, mình select folder. Oh, sai rồi, để từ. Select folder là xong sai luôn. Select folder, ok. Và thêm bài hát này. Bắt đầu cái chỗ đúng rồi, cái chỗ hồi nãy chúng ta, cái chỗ mà nó sẽ không nhận ra được là đâu là son rồi à. Trường hợp chúng ta bỏ vào son đúng không, hết rồi, nhưng mà nó son 1, 2, 3 nó sẽ không nhận biết được rằng trong này nó, tại vì nó sẽ không có ý là gì, ví dụ có trường hợp thứ một như thế này nó sẽ không đọc được, nó chỉ đọc được là gì khi chúng ta lấy cái này, lấy hết những phần này này ha. Chúng ta di chuyển nó ở trong thư mục ấy luôn, thư mục sau luôn, vào hẳn một xong luôn ở ví dụ như vậy, mình chuyển hẳn trong này, nó sẽ bắt lúc này nó sẽ nhận được, nó sẽ nhận được ha, thì nó mới nhận được. Ok, chúng ta bắt đầu relax nó lại. Bây giờ thì đã có bài hát ở đấy cho xem nhé. Đó, nó rất nhiều bài đúng không nào, hồi nãy Hữu đã viết bài Giêsu Suy Nghiệm Đời. Và và bây giờ chúng ta thử một chữ khác coi, như là xưa đó, nó có rất nhiều bài đúng không, như Vua Mười Vua nè, Giovanni nè đó, Hữu sẽ vỡ bài Giovanni cho các bạn rồi, đã Giovanni. Ok, và thêm nữa chúng ta ở trong phần slide, và chúng ta thì vào đâu để chúng ta vào trong slide, chúng ta chọn setting preferences, chúng ta vào trong slide này ha. Đó, phần slide này là tất cả biểu đạt được hết tất cả những cách mà chúng ta muốn hiển thị trên màn hình, ví dụ như à, chúng ta có gọi là gì, background cái nền của nó, thì Hữu đã thêm ở đây hết rồi. Ví dụ trường hợp chúng ta không biết thêm ở đâu hay như thế nào thì Hữu sẽ chỉ các bạn. Bước đầu tiên, các bạn khi cài vào cái phần mềm này, nó sẽ không nằm ở trong cái ổ đĩa mà chúng ta mong muốn đâu. À, nó sẽ nằm ở trong ổ đĩa C, nằm trong ổ đĩa C nha. Và chỉ cần các bạn copy lại copy các slide này, đây này, đâu rồi, đổ đây mở các bạn, rồi chỉ cần các bạn thay thế lại, copy những cái phần mềm, những cái thư mục này Bible, slide, song, music cũng như không có. Cái này là cái khác thôi, không phải. Thì quan trọng là ba thư mục này. Và nên để, nếu mà muốn nó đọc thì nên để bên ngoài. Như trường hợp đây hiện tại mình đang Bible Việt Nam Y, mình để bên ngoài. Và mình chưa sửa cái này, tại vì nó thuộc dạng như là mấy kinh thánh, như là sáng thế ký, số yêu quý, tức là tên sách đó, thì đại số là tên tiếng Anh. Mình vẫn chỉnh chưa về tiếng Việt, và mình sẽ chỉnh cho các bạn để các bạn end vào. Rất là dễ thôi đúng không nào. Ok, tức là cho các bạn chỉ quan tâm đến ba cái thư mục này để khi trình chiếu. Ok, đó, đây là phần slide. Hoặc là có thể bạn chọn ở vị trí, ví dụ như là bạn đang có slide ở đó rồi, ví dụ trường hợp là Hữu đang có slide ở bên cái gọi là gì, cái gọi là đang có cái nền background, đang có thư mục ở đó, và ví dụ như là Hữu đang có chỗ phần download của Hữu đi, trường hợp như vậy, đó, Hữu có đây rồi, và Hữu chỉ muốn sử dụng này thôi, đó, thì Hữu có di chuyển tới cái này, thì tất nhiên điều này cũng được thôi, nhưng mà nó làm cho sao, bị rối, thì chúng ta không thể quản lý được, mỗi lần chúng ta muốn chuyển đổi, thì nên thành ra là chúng ta nên để một cái slide chung một chỗ luôn, và chúng ta quản lý nó, chúng ta quản lý nó,
nhiều trường hợp ngợi khen ta ngợi khen, thờ phượng ta thờ phượng chẳng hạn, như vậy sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Khi bạn muốn chuyển đổi thì nó có một đống ở đó rồi, nên thực ra các bạn rất là dễ, nên ta không cần phải suy nghĩ chọn cái nào hay như thế nào, đúng không nào? Ok, ví dụ vị trí của bạn đang lưu những hết thấy cái video mà Hữu gửi các bạn cái background đó, và chẳng hạn như Hữu lưu ở trong lưu trữ slide sheet, chọn trong slide, thì đó đây là những cái mà trong Hữu đã có hết chẳng hạn như vậy ha. Ok, thì các bạn cũng có thể áp dụng và làm được cho chính bản thân mình, còn cho hội thánh của mình, để cho cái phần trình chiếu của bạn có thể chuyên nghiệp hơn, nhiều phần mềm hơn, thay vì chúng ta sử dụng PowerPoint. Và nhắc lại một điều là gì, PowerPoint thì có cái mạnh của PowerPoint ha. Và worship này, nó worship này nó chủ yếu về mạnh về thờ phượng thôi, tức là trình chiếu bài hát thôi, về những phần kinh thánh gì đó thôi. Còn chúng ta những bài giảng hay gì thì Hữu vẫn mong các bạn nên tìm hiểu ở PowerPoint hơn, thì nó sẽ PowerPoint rất là mạnh ha. Thì đó là những cái mà Hữu muốn giới thiệu các bạn. Bất cứ sự thắc mắc nào bạn cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng viewership này mà vẫn chưa hiểu biết, thì các bạn có thể comment dưới video của Hữu để Hữu trả lời cho các bạn. Có thể bạn yêu cầu điều gì đó thì hãy nhắn cho Hữu comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều để ủng hộ mình, để làm thêm những phần mềm có ích lợi cho hội thánh cũng như cho chính bản thân các bạn. Có thể các bạn cho mình một cái subscribe hoặc là share video này cho nhiều người được biết, và cho nhiều hội thánh khác cũng được biết được rằng việc trình chiếu bài hát cho hội thánh của mình một cách tốt nhất, đẹp nhất. Ok, để dâng lời cảm tạ ơn Chúa ha. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn gặp những lần sau với các bạn. Bye bye.